Tập 39. Ba đứa trẻ, có mẫu thân và dịch thúc thúc. Chuyện trong nhà ta đã sắp xếp xong cả rồi, chàng không cần lo. Không được, đại tướng quân ta đây không cho phép. Ta xem ai dám để nàng nhập cung theo quân. Nghĩ cũng đừng mơ. Nếu Thẩm Hạ không thể đi thì đại tướng quân chàng không được đi. Ta một lòng gả cho chàng, không phải vì vinh hoa phú quý, không phải vì yên ổn làm phu nhân. Ta là vì tình, vì yêu. Ta vì có thể ở bên cạnh chàng, bầu bạn bên chàng, chăm sóc chàng. Hôm nay ta biết chàng mang theo vết thương lên chiến trường, nhưng lại không thể bảo vệ chàng bên cạnh. Không cách nào biết chàng mỗi ngày làm thế nào để chịu đựng vết thương trên người. Ta sẽ lòng đau như cắt, ăn không ngon, ngủ không yên, chịu dày dò thế này. Còn không bằng ta cùng chàng mạo hiểm. Ta không cho phép. Thế ta chỉ có thể nói với hoàng hậu để tỷ ấy định đoạt. Ta không thể trơ mắt nhìn phu quân của mình chịu khổ. Nếu không thể ở bên cạnh chàng chăm sóc cho chàng, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Dù ta hận chàng, quán ta, ta cũng không quán hận. Ta không thể mất đi phu quân. Ta không thể mất đi chàng được. Ta không thể. Được rồi, được rồi, được rồi. Hà Nhi, Hà Nhi. Ai thử cũng đều khen ngon, nên ta mới học làm. Nào thử xem, xem thử có ngon như Thẩm Hà nấu không. Thơm ngon thật. So với Hà Nhi nấu, chỉ có hơn chứ không có kém. Không còn phải vì Hà Nhi không có ở đây, để mới khen tỷ. Ngon thì để ăn nhiều một chút. Đặc biệt trong canh này có cho ghệ tây, khá có ích cho các loại bầm tím, nội thương. Những năm đó, để lần đầu xuất chinh, tuy nét mặt còn trẻ con, nhưng anh dũng, uy vũ, thần thái phấn chấn. Nay tuy đã trưởng thành chín chắn, nhưng cũng lộ thăng trầm. Chinh chiến 10 năm, rèn luyện thời gian dài, từ vô danh tiểu tốt ban đầu chưa có dĩ cánh, đến nay là đại tướng quân thanh danh hiển hách, đương nhiên là thăng trầm chín chắn rồi. Chính vì thế mới có thể điều binh khiển tướng, lộ rõ quy nghi, thống lĩnh đại quân từ nam tới bắc. Những năm này để đổ máu nơi xa trường, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, ngày tháng tăng dần. Không biết sẽ gieo xuống bệnh gì không. Tỷ tỷ, có lẽ trong lòng đệ rất muốn nói nhưng lại không nói ra được, hoặc không muốn nói, hay do dự không biết nên nói sao. Không cần vội, tỷ đều hiểu rõ. Là Hà Nhi nói với tỷ. Hà Nhi chỉ gợi ra sự nghi ngờ của ta. Buổi ấy lớn tiếng vô lễ trước mặt hoàng thượng, lại không chỉ một lần ngăn đệ và khứ bệnh thử kiếm, giống không giống như Thẩm Hà bình thường. Nhưng đệ mới là người nói ra sự thật. Đệ là đệ đệ của ta. Đệ nói hành động của đệ sao có thể giấu được ta. Thấy thần sắc của đệ gần đây kém dần, dáng đi không còn mạnh mẽ như trước. Giờ Thẩm Hà lại cố chấp muốn xuất chinh cùng đệ. Tỷ đừng lo lắng, ta tuy có bệnh cũ nhưng không trở ngại chút nào. Chỉ vì đại chiến sắp đến, mọi thứ cần phải cẩn trọng, nên mới không uống rượu, không thỉ kiếm, sợ ảnh hưởng đến chiến sự.
Hà Nhi căng thẳng quá nên mới cố chấp muốn theo quân chăm sóc ta mà thôi. Từ lần đầu đệ xuất chinh cho đến trận cuối cùng hiện tại là một hoàng hậu. Phải biết rõ về giang sơn bách tính, để không thể không đánh. Mà để là một vị đại tướng, một chiến sĩ của đại hán ta, tin chắc rằng đệ cũng phải đánh. Nhưng ta biết đệ ngoài vì nước vì dân, còn vì tâm nguyện giang danh thiên tổ của Viên đại ca, càng vì bảo vệ vị hoàng hậu ta đây yên ổn không lo lắng. Tỷ tỷ, ta cảm kích sự khổ tâm của đệ, nhưng ta cũng hy vọng đệ biết vinh quang công danh hậu vị gì đó đối với ta mà nói đều không quan trọng bằng để bình yên vô sự. Ta sẽ nhớ kỹ từng câu từng chữ tỷ nói hôm nay với ta, nhớ kỹ sự quan tâm bông bổi của tỷ, cố gắng chiến đấu, cũng sẽ làm việc cẩn thận. Tỷ an tâm, đợi ta bình định ngoại xâm, biên cương báo tin thắng trận, lần nữa đại thắng trở về. Được, đến lúc đó thần dân thi khả đánh trống nhạc, hoan nghênh người có công khai hoàng trở về. Ta phải nhìn thấy đệ bước những bước đi hiên ngang như trước quay về bên ta. Ta sẽ không phụ sự tin tưởng của hoàng thượng và tỷ, quyết thắng Đại Mạc, an toàn trở về, lập nên thái bình thịnh thế. Được, ta sẽ thiêu một áo bào tường thọ trong thời gian đệ xuất chinh, phù hộ cho đệ bình an như ý, phúc trách an khang, để đệ cởi giáp về triều, bỏ đi gánh nặng, hưởng thụ thật tốt thái bình thịnh thế mà đệ dùng xương máu nửa đời đánh hạ. Được, phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Từ từ ăn. Thịt kho này ta dùng táo gai hầm, loại bỏ máu bầm, có lợi cho đội thương của chàng. Nàng cũng ăn đi. Lúc ta hầm ta đã ăn rồi. Đâu, Hà Di, nghỉ một lúc đi, ta không mệt.
Có thể ở bên cạnh chàng là tốt rồi. Hà Di, thành hôn nhiều năm, may nhờ có nàng chăm sóc chu đáo, lo liệu việc nhà, để trên dưới trong phủ đều đâu vào đấy, ba đứa trẻ cũng lớn lên khỏe mạnh, để ta có thể liều mình nơi xa trường mà không lo lắng gì cả. Để ta có thể liều mình nơi xa trường mà không lo lắng gì, đều nhờ có sự hy sinh và trả giá của nàng. Đây đều là chuyện thuộc bổn phận của người làm thê tử, có thể ở phía sau phu quân phân ưu, là hạnh phúc lớn nhất của Hà Di. Hà Di à, nhiều năm như thế khiến nàng chịu uất ức rồi, nhưng dù thế nào ta cũng muốn để nàng biết ta là thê thử thân thiết của chàng, giao phó bí mật tính mạng. Nào, lời chàng nói ra ta đều nhớ. Lúc ta mới gả cho chàng cũng chưa từng nghĩ chiếm một vị trí trong tim chàng. Ta lúc đó chỉ cảm thấy chỉ cần có thể ở gần chàng, giống như diều hâu đến gần bầu trời xanh, là ta đã mãn nguyện rồi. Đến nay ta có thể cùng chàng ra chiến trường, xem chàng uy nghi điều binh khiển tướng. Đối với cây cỏ như ta mà nói đã là hạnh phúc lắm rồi. Hà Di, có nàng bên ta là hạnh phúc lớn nhất đời này của ta. Yên tâm, lần này tuy nguy hiểm gian khổ, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng bảo vệ nàng. Chàng bảo vệ tốt cho bản thân là được rồi. Trong lòng ta chỉ có mình chàng thôi. Nếu chàng xảy ra chuyện, chắc ta không thể sống được rồi. Cho nên, vì ta, vì các con của chúng ta, chàng nhất định phải bình an vô sự. Ta muốn mỗi ngày đều có thể giống như hiện tại, dựa vào chàng. Yên tâm, ta nhất định sẽ chống đỡ tiếp, vì trong lòng ta có Hà Di. Nàng vĩnh viễn sẽ ở trong tim ta. Dù trên chiến trường giết địch, nàng cũng có thể ở bên cạnh ta. Vì nàng, ta sẽ mạnh mẽ hơn. Khứ bệnh đã dẫn tinh binh tiến vào Đại Mạc. Chúng ta có phải cũng sắp phải rời khỏi biên quan, đi vào nội địa quân địch không? Vừa sắp xếp xong thì sẽ xuất phát. Xuyên qua cánh rừng cây muối trước mặt, liền tiến vào Đại Mạc rồi. Rừng cây muối, đúng, chính là rừng cây Quang Du trước mặt. Nơi đó đã không phải là biên giới nước Hán nữa rồi. Đến lúc đó nguồn nước sẽ rất khó tìm. Hôm nay chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ nước và lương thực trước. Được rồi, thế ta như mấy ngày này điều dưỡng cơ thể chàng cho tốt, để chàng xuất chinh với tinh thần và thể xác tốt nhất. Khổ cho phu nhân rồi. Phu quân, ta nhân lúc chàng đi tuần doanh mà trời đi, mong chàng tha thứ. Đêm qua khi nghe chàng nói gần đây có rừng cây muối, ta vui đến cả đêm khó ngủ. Ta nghe dịch thuốc thuốc nói trong cây muối có một loại thịt trùng dung chuyên trị nội thương. Ta có hỏi lang y, hóa ra các loại bệnh tích tụ thành khối, dùng thịt trùng dung này sẽ tiêu đi. Nhưng Trung Nguyên hiếm có loại thuốc này. Nếu rừng cây muối đã ở trước mặt, thì vết thương của phu quân cũng có linh dược có thể trị rồi. Tha thứ cho ta tự ý làm chủ. Ta biết chàng sẽ lo lắng cho an nguy của ta, sẽ không để ta đi.
nên không báo trước. Chàng từng nói hà thảo là cây sậy non, sức sống mãnh liệt, trải qua gió táp mưa sa vẫn ngẩng cao đầu không sợ hãi. Ta muốn là một cây hà thảo như thế. Đừng lo, ta sẽ nhanh chóng quay về. Hà Nhi ngốc, Hà Nhi ngốc. Rừng cây muối gần đây quân địch nhiều lần xuất hiện, nếu nàng gặp phải chúng thì làm thế nào? Ta làm thế nào đây? Ta làm sao có thể giúp nàng đây? Xảy ra chuyện gì? Đại tướng quân, nhận được cấp báo của thám tử ở phía bắc Trường Thành, chủ lực của quân địch quá ra đã di chuyển từ sớm, không giao chiến với đông lộ quân của quan quân hầu mà hướng về phía chúng ta. Không ngờ quân tình lại có loại sai sót này, đáng chết. Bệ hạ bớt giận, nay chuyện quan trọng nhất là làm thế nào để điều phối đại quân tinh binh của chúng ta đều tập trung ở trong đội quân của Khứ Bệnh. Lương binh mã của Vệ Thanh kém xa quân địch, không thể đấu cứng. Bệ hạ, thần cho rằng không bằng để Vệ Thanh ở lại giữ quận Định Tương, chờ binh mã của Khứ Bệnh đến núi Lan Cư Tư, làm loạn sắp xếp quân địch, rồi cùng xuất phát dây đánh thành Triệu Tính. Tuyệt đối không thể. Nếu Vệ Thanh ở lại giữ, tất sẽ phá hỏng sĩ khí của binh tướng. Đây là đại kỵ trong hành quân, nay nhân lúc sĩ khí quân tướng cao thì phải lập tức xuất phát để Vệ Thanh ứng chiến trước, cầm chân quân địch, đồng thời phái người cấp báo cho Khứ Bệnh đến phía trước đánh bọc sườn, khiến cho quân địch không kịp trở tay. Bệ hạ, tinh binh đều không ở trong quân của Vệ Thanh, e là kéo dài không được mấy ngày thì đã bị quân địch. Sẽ không đâu, Vệ Thanh anh dũng thiện chiến, bài binh bố trận như thần, 6 lần đại thắng trước đây, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trẫm tin sự kiên nghị của Vệ Thanh, cũng tin sự cơ trí của Khứ Bệnh. Họ sẽ rõ tầm quan trọng của trận này, chỉ có thể tiến, không thể thủ, càng không thể lui. Trận này chỉ có thể tiến, không thể thủ, càng không thể lui. Chúng ta điều chỉnh một chút rồi tiến vào Đại Mạc, quyết một trận tử chiến với quân địch. Nhưng vì sao đột nhiên lại thay đổi ta làm tá hộ vệ, mà phái Công Tôn Cao hắn làm tiên phong? Rõ ràng Lý Quảng ta mới là tiền tướng quân được hoàng thượng chỉ định. Lý tướng quân, ta biết ngươi tác chiến dũng mạnh, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhưng lần đại chiến này chúng ta phải đi sâu vào sa mạc, bôn ba đường dài. Hoàng thượng cũng lo lắng tuổi ngươi không còn trẻ, sức khỏe không chịu được. Là hoàng thượng lo lắng hay ngài có lòng riêng? Người trong thiên hạ đều biết Công Tôn Cao có ơn cứu mạng ngài. Lý Quảng, người có biết người phạm phải tội bất kính không? Lý gia ta mấy đời đều là trung lương, con trai Lý Cảm còn theo cháu ngoại ngài Quắc Khứ Bệnh giàu sinh ra tử. Lý gia ta luận về quân công tuyệt đối không thua người khác. Công Tôn Cao hắn nếu có công lao gì cũng tính ra được. Ngài phái Công Tôn Cao làm tiên phong không phải là muốn giúp hắn nhận công phục chức thôi sao? Lý Quảng, ta lấy cương vị đại tướng quân lệnh cho ngươi nhanh chóng dẫn binh sẵn sàng chuẩn bị xuất phát. Đây là quân lệnh. Tuân lệnh. Các ngươi nhanh chóng truyền lệnh sắp xếp mới của ta xuống cho chúng tướng sĩ, phải an ủi lòng quân cho tốt, cổ vũ sĩ khí, đến lúc vừa hô liền hưởng ứng tiến vào mặt bắc. Dân Công Tôn Cao, đại tướng quân, thời gian cấp bách, tinh binh trong quân lại không nhiều, ngươi thân làm đại tướng tiên phong phải nhanh chóng chỉnh đốn 5.000 kỵ binh làm lính xung phong, sẵn sàng chờ lệnh, cướp lấy cơ hội trước. Dân báo cáo đại tướng quân, ta đã tìm nhưng không thấy phu nhân, nhưng ở gần cây rừng muối nhỏ nhặt được mảnh vụn quần áo phụ nữ, không biết có phải của phu nhân không, nên nhanh chóng quay về bẩm báo đại tướng quân. Quả nhiên là quần áo trên người phu nhân. Mặt tướng phái thêm người đi tìm. Không cần, ngươi đi chuẩn bị binh mã, đừng để lỡ chuyện quân, tự ta đi tìm.
Bên kia. Bên kia. Dễ Thanh, đi đi. Hà Nhi, Hà Nhi, đại tướng quân. Hà Nhi, đại tướng quân, đi theo ta. Dừng. Hà Di, vệ tướng quân, đây là phu nhân của ngươi nhỉ? Bắt được phụ nữ người Hán, ta đã rất bất ngờ rồi, nhưng tuyệt đối không ngờ thế mà lại là phu nhân của đại tướng quân đây. Thật đúng là ông trời đã giúp chúng ta. Nếu ngươi đã biết nàng ấy là ai, còn không nhanh thả người đi. Thả cô ta, được thôi. Ngươi nhanh lui binh, lui về Nhạn Môn Quan, giao trả quận Sóc Phương. Nếu không, ngươi đợi nhặt xác cô ta đi. Phu quân và đại tướng quân, đừng vì một cây cỏ mà bỏ lỡ chuyện quân. Im miệng, không thả người, các ngươi đừng hòng sống sót. Chúng ta chết cũng có phu nhân đại tướng quân chôn cùng. Lui binh hay không? Lui binh hay không? Hà Di, đừng mà. Đừng mà. Phu nhân. Hà Di, nàng thật ngốc. Hà Di không muốn phu quân khó xử. Đừng nói bậy, ta đưa nàng về, cố chịu đựng. Ta hái được thuốc rồi, có thể trị nội thương của chàng. Hà Di, ta không thể ở bên cạnh chàng rồi. Không, Hà Di phụ chàng rồi. Hà Di, Hà Di, Hà Di. Không, Hà Di. Không, không Hà Di. Không, Hà Di. Hà Di. Hà Di, Hà Di,
Lát nữa phải gặp hoàng hậu, thái tử và ba vị công chúa. Các con đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Chúng con sẽ đọc thuộc thi kinh cho hoàng hậu, tuyệt đối không gây chuyện. Thế thì đúng rồi. Phản quan phải giữ lễ. Các con phải biết phụ thân các con là đại tướng quân, mẫu thân các con là phu nhân đại tướng quân, ngoại tổ mẫu là ta. Phải để người khác thấy các con khiêm tốn, hiểu lễ, có gia giáo, biết chưa? Biết rồi. Ngoan quá. Thế chúng ta đi vào. Đi thôi. Hoàng hậu, ta đã đưa ba đứa trẻ đến rồi. Hoàng hậu Vạn Phúc Kim An. Miễn lễ. Các con điềm ngoan. Tạ cô mẫu đã khen. Ngoan lắm. Ta đưa đám trẻ ra ngoài trước. Chúng ta ra bên ngoài chơi. Chơi mệt rồi thì có điểm tâm ăn, được không? Được. Nào nào, đi theo ta. Đi. Lão dịch này hôm nay sao thế? Không nói tiếng nào. Xem ra hắn có chuyện phiền não. Hỷ nương, người ngồi đi. Ta có chuyện muốn nói với người. Lúc nãy ta mới ngồi xe ngựa cả buổi rồi, không muốn ngồi nữa. Ta còn muốn ra ngoài trông coi ba đứa trẻ. Hoàng hậu có gì cứ nói thẳng ra là được. Nào, qua đây đi. Hỷ nương, Hà Di mùi ấy đi rồi. Hà Di đi theo Vệ Thanh xuất chinh rồi. Chuyện này ta biết, vì nước vì dân mà. Ý ta là Hà Di mùi ấy đi rồi, không về được nữa. Không, không thể nào. Hỷ nương, Hỷ nương, người bình tĩnh lại. Không đâu. Hà Di, nó rất nhanh sẽ quay về. Nó đã hứa với ta rồi. Hà Di, Hà Di của ta hiếu thuận nhất. Nó sẽ không lừa ta đâu. Không đâu, không đâu. Hỷ nương, Thẩm Hà bị quân địch bắt ép, vì bảo vệ cho Vệ Thanh và đội quân mà tự vẫn tại chỗ. Trời xanh ơi, sao lại độc ác như thế? Lại để con gái của ta ra đi như thế, để nó làm cô hồn nơi xa lạ. Hỷ nương, người vì sao lại tàn nhẫn như vậy, lại mang nó đi như vậy chứ? Ta sống không còn ý nghĩa gì nữa. Hỷ nương, người yên tâm, hoàng thượng nhất định sẽ phái người đón Di hài Hà Di trở về. Sẽ không để mùi ấy một mình đâu. Sẽ không để cho mùi ấy cô đơn tại nơi đất khách đâu. Hỷ nương, người nghe ta nói, người cũng không cô đơn. Người còn có Vệ Thanh, còn có ta, còn có ba đứa trẻ. Người sẽ không cô độc đâu. Mấy đứa con của Hà Di đáng thương còn nhỏ như thế, đã mất mẹ rồi. Ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không được nhìn thấy. Vì sao lại không lấy mạng của ta, đổi mạng con gái đi? Đưa ta, đưa ta. Cẩn thận đá cho ta. Cẩn thận, cẩn thận. Bên này, bên này. Để ta, nhanh lên, nhanh lên. Triệu Vệ Thanh về. Bị hạ, trẫm biết Vệ Thanh đau khổ mất vợ, chắc chắn muốn giết địch để báo thù. Nhưng vừa khai chiến,
đã biến đổi bất ngờ, chậm tốn thời gian rất dài để chuẩn bị lương thảo, chỉnh đốn binh mã, dồi dào quân khố. Chính là vì Mạc Nam không có vua. Lần này không được chút sơ sót. Nhưng với tâm trạng đau đớn của Dậy Thanh hiện tại, chỉ e gọi hắn về sẽ không về đâu. Người đi, hắn không về thì bắt hắn về. Trẫm ngày đó thấy phụ thầy hắn ân ái. Nếu Dậy Thanh nhớ thê tử mà mất đi lý trí, chiến lược xảy ra sai lầm, sẽ khiến sinh linh đồ thán. Chẳng không phải hổ thẹn với muôn dân sao? Bệ hạ, hoàng hậu xin gặp. Bệ hạ thánh an. Tử phu, nỗi đau mất đi người thân nhất định rất buồn. Nàng sao không nghỉ ngơi? Bệ hạ, tử phu biết không nên can dự chuyện triều chính, nhưng lần này liên quan đến đệ đệ thần thiếp, dám hỏi bệ hạ chuẩn bị xử lý chuyện tiền tuyến thế nào. Dậy Thanh tuy 6 trận thắng 6, nhưng lần này chẳng phải triệu hắn về, đổi khứ bệnh thống lĩnh toàn quân. Vì trận chiến này thần thiếp hiểu, chính vì đệ đệ tình sâu, tận mắt nhìn thấy ái thê chết thảm, bi thương hoặc mất đi tâm trí, giữ lại trong quân, e sẽ sinh ra họa lớn. Nhưng triệu về lại e khó thành chuyện. Chỉ là nếu Dậy Thanh có thể gạt đi đau thương, bình tĩnh dẫn quân, bệ hạ sẽ thay đổi ý định ban đầu chứ? Hắn là đại tướng tường thành của trẫm. Nếu hắn có thể làm được, trẫm đương nhiên không muốn thay hắn. Nhưng trước tình thế gay gắt, lại liên quan đến tình cảm chí thân của hắn, e là không thể như nàng và ta muốn. Dậy Thanh không chỉ là đại tướng tường thành của bệ hạ, mà cũng là đệ đệ của thần thiếp. Thần thiếp cũng như bệ hạ, đều hy vọng có thể chuyển quy thành an. Chuyện này có thể giao cho thần thiếp xử lý không? Theo báo cáo, quân địch đã đến gần núi Trí Nhan. Chúng ta ngày mai xuất phát, băng qua sa mạc, tấn công chính diện, đánh cho chúng không kịp trở tay. Công Tôn Ngao, có. Ngươi và ta cùng dẫn đội tiên phong trực tiếp tấn công chủ lực của quân địch. Dân Lý Quảng, Triệu Thực Kỳ, có. Hai quân các ngươi xuất phát từ phía đông, yểm hộ cánh sườn quân tiên phong. Sau khi đến gần mặt bắc, chủ lực tấn công phía sau cánh tả quân địch. Dân Mạc tướng nhất định không phụ sự kỳ vọng của đại tướng quân. Người khác sẵn sàng chờ lệnh, sẵn sàng xuất phát. Dân Đoàn quân đệ, may mà ngươi đến rồi. Đại tướng quân người, từ từ nói. Dậy Thanh đâu? Nghe ấy ở trong doanh tướng của mình, biểu hiện không sao, chỉ huy vẫn bình thường. Nhưng làm xong việc quân thì lại một mình trốn trong trướng, không ai dám làm phiền. Được rồi, có làm lễ nhậm liệm cho phu nhân chưa? Chưa, ngay cả khăn liệm cũng không chuẩn bị. Vì sao? Vậy di hài của phu nhân hiện đang ở đâu? Cảm ơn thịt tùng dung đàn hái, thật sự có ích. Hai hôm nay hơi thở của ta đã thông suốt hơn, có tinh thần hơn rồi. Nàng bình thường dặn dò ta phải ăn nhiều, ta đều nhớ. Lời của nàng ta luôn ghi nhớ trong tim. Đợi ta đánh thắng trận rồi, sẽ cùng nàng giao du bốn bể, ngắm thủy triều lên xuống, được không? Ta cũng không làm trời xanh gì đó của nàng nữa. Ta cũng phải làm một cây hà thảo, chịu mưa chịu gió cùng nàng. Dậy Thanh, để có biết bản thân mình đang làm gì không? Ta đang tâm tình với phu nhân của ta. Mùi ấy có trả lời đệ không? Nàng ấy đang nghỉ ngơi. Huynh như thế sẽ làm phiền đến nàng ấy. Huynh vẫn nên đi đi. Dậy Thanh, để nhìn thử bản thân mình xem. Đây là đại tướng quân, nắm trong tay sống chết của hàng vạn người. Không phải ta vẫn điều binh khiển tướng như thường sao? Ta phạm phải sẽ làm gì sao?
Đây chính là sai lầm. Cô làm gì thế? Mặt mũi ấy là băng. Mũi ấy đã chết rồi. Không, nàng ấy không chết. Nàng ấy đã hứa với ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta. Nàng ấy lo lắng cho sức khỏe của ta mới theo quân xuất chinh, vì hái thuốc thay ta mới mạo hiểm ra ngoài quân doanh. Nếu người mạo hiểm đánh trận là ta thì người bọc cát vàng cũng phải là ta. Sao nàng ấy chết được chứ? Đại ca hiểu. Huynh không hiểu. Huynh muốn đưa nàng ấy đi, nhưng nàng ấy vốn không muốn đi. Nàng ấy chỉ muốn ở đây bầu bạn với ta. Nàng ấy muốn nhìn thấy ta vì nàng ấy mà đánh trận này, nhìn thấy ta đại thắng trở về. Nhưng huynh lại không hiểu lòng chúng ta. Huynh được xem là huynh đệ gì chứ? Ta không phải huynh đệ của đệ. Các tướng sĩ bên ngoài kia cũng không phải huynh đệ của đệ. Trên mặt họ đầy ắp lòng quân, nhưng sự thật thì sao? Họ đau lòng biết bao để biết không? Đệ không nghe ta không sao cả. Nhưng lời tỷ tỷ đệ kính trọng, đệ không nghe sao? Trên đây không chỉ có bút tích của mũi ấy, còn có nước mắt của mũi ấy. Mỗi câu mỗi chữ đều nặng ngàn cân, khó như lên trời. Ta không muốn xem. Được, ta đọc cho đệ nghe. Đệ của ta, người đã đi. Đừng. Lúc này nhất định trong lòng rất đau khổ. Tình cảm tỷ đệ chúng ta có thương có đau, ta cũng cảm nhận như thế. Dù đệ đã là đại tướng quân thống lĩnh binh mã, nhưng là tỷ tỷ của đệ, có thể thân thiết với đệ như lúc đầu, cũng nguyện cùng đau lòng, cùng khóc với đệ, chia nỗi đau trong lòng đệ, dỗ dậy nỗi đau để đè ép. Người đã cách xa, nhưng huyết mạch vẫn còn. Cháu trong nhà vừa mới mất thân mẫu, bơ vơ không nơi nương tựa, mất đi phụ thân tự mình an ủi. Là người làm cha, càng phải phấn chấn lên, phải làm luôn chức mẹ, an ủi yêu thương, nuôi dưỡng dạy bảo. Còn có Hỷ Nương, đau đớn mất đi cô gái yêu sống nương tựa vào nhau, đau đớn cùng cực, khó lòng buông bỏ, đang chờ con trẻ quay về thay Hà Di tận hiếu. Nhớ trước đây được hoàng sủng sâu đậm, muôn trùng cửa khó, đến đây tất cả vinh quang để đều cùng ta dìu dắt nhau. Nếu ta yếu đuối, làm sao chống đỡ được gió tuyết mưa sương? Đệ đệ không chỉ Hà Di, tỷ cũng rất cần đệ. Người đã đi, nhưng quân địch ở trước mặt, cần đệ không chỉ người thân, mà còn có cả tướng sĩ và trăm dân của Đại Hán. Tỷ mong đệ sớm thoát khỏi cảnh khốn khổ, chớ vì lòng thù hận mà làm rối loạn tâm trí, chớ vì trời khỏi tình yêu mà bỏ lỡ muôn dân, càng đừng vì Hà Di mà chết oan nơi đại mạc. Tỷ, tử phu khóc nói,